Thưa quý vị, đã có hơn 3,8 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chip thay cho thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Đây là thông tin tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quý 3 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức sáng ngày 26 tháng 10. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong quý 3, các chỉ tiêu về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện, độ bao phủ người tham gia cơ bản tăng so với cùng kỳ và so với thời điểm đầu năm 2022. Tính đến hết tháng 9 năm 2022, đã có trên 17,08 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 37,01%. Lực lượng lao động trong độ tuổi, gần 87,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 88,4% dân số. Trên 14 triệu người tham gia bảo hiểm tự nguyện, đạt 28,3% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tính đến hết tháng 9, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện các gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm tự nguyện cho người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 với tổng chi phí là hơn 47.200 tỷ đồng, chiếm 54,3% trên tổng các gói hỗ trợ COVID-19 của chính phủ. Tại hội thảo bố trí giáo viên và xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả nước thiếu gần 107.000 giáo viên các cấp học. Theo đó, bậc mầm non thiếu nhiều nhất với 44.000 giáo viên, kế đến là bậc tiểu học thiếu gần 33.000 giáo viên, trung học cơ sở thiếu trên 18.000 giáo viên, trung học phổ thông thiếu gần 12.000 giáo viên. Nguyên nhân của tình trạng trên là do từ năm 2015 trở về trước, nhiều địa phương có tỷ lệ giáo viên trên một lớp thấp do chỉ tiêu biên chế được giao chưa đủ định mức. Bậc tiểu học triển khai chương trình dạy học một buổi trên ngày, nên giao biên chế 1,2 giáo viên một lớp. Trước thực tế trên, Cục Nhà giáo và các bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị đặt hàng các trường sư phạm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, sắp xếp lại hệ thống trường lớp, giảm trường học có quy mô nhỏ, xây dựng trường nhiều cấp học, xã hội hóa giáo dục ở những nơi đủ điều kiện, đẩy mạnh bố trí giáo viên liên trường, liên cấp nhằm tháo gỡ khó khăn về đội ngũ. Song song với đó, mỗi cơ sở giáo dục cần đẩy mạnh cơ chế tự chủ, khẩn trương tuyển dụng giáo viên còn thiếu so với biên chế được giao. Liên tiếp những ngày qua, lực lượng cảnh sát biển thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện bắt giữ hai tàu cá vận chuyển 100.000 lít dầu DO trên biển. Tại thời điểm phát hiện, thuyền trưởng các tàu không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa. Trước đó, vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 24 tháng 10 năm 2022, tại vùng biển cách phía nam đông nam Côn Đảo khoảng 120 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu ST01727TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên do ông Hoàng Văn Lượng, sinh năm 1981, có địa chỉ thường trú tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, làm thuyền trưởng. Theo ông Lượng khai nhận, tàu đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu DO và không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa. Tiếp đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10 năm 2022, tại vùng biển cách phía đông Côn Đảo khoảng 60 hải lý, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục phát hiện và kiểm tra một tàu vỏ gỗ số hiệu TG91878TS do ông Nguyễn Văn Bỉnh làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận tàu đang chở khoảng 70.000 lít dầu DO, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa. Trên tàu có 5 thuyền viên, đều không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Hai thuyền trưởng của các tàu này khai nhận toàn bộ số dầu DO đều được mua bán trôi nổi trên biển. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Quản lý Giám sát Kế toán Kiểm toán Bộ Tài chính cùng với Viện Kế toán Công chứng Anh và Sư Wales đã tổ chức tọa đàm Kinh nghiệm quản lý, giám sát hoạt động kiểm toán độc lập. Đây là chủ đề đầu tiên nằm trong loạt các sự kiện mà Bộ Tài chính tổ chức trong thời gian tới nhằm chia sẻ kinh nghiệm về quản lý hoạt động kế toán kiểm toán ở các quốc gia. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm của các nước trong việc tổ chức hệ thống giám sát chất lượng kiểm toán độc lập, đảm bảo tính hiệu quả, chất lượng của cuộc kiểm toán độc lập. Theo các chuyên gia, dưới lăng kính độc lập và khách quan, hoạt động của các công ty kiểm toán sẽ giúp các nhà đầu tư có cái nhìn sát hơn về doanh nghiệp. Trong đó, kiểm toán độc lập đóng vai trò những điểm gian lận, những điểm bất thường trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tuần lễ hàng hóa Việt Nam tại Australia và triển lãm kỹ thuật số nguồn hàng Việt Nam đã diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Sản phẩm Lương thực Quốc tế Sydney từ ngày 23 đến 30 tháng 10 năm 2022 dưới cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm quảng bá các sản phẩm lương thực thực phẩm do Việt Nam sản xuất. Sự kiện đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo cá nhân và doanh nghiệp Australia. Chương trình do Thương vụ Việt Nam tại Australia phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp địa phương trong nước tổ chức nhằm mục tiêu đưa các mặt hàng nông lương của Việt Nam đến với bạn bè Australia.
Ngoài gian hàng giới thiệu nông thủy sản Việt Nam, sẽ có thêm triển lãm quốc tế về nguồn hàng Việt Nam trên nền tảng kỹ thuật số. Sự kết hợp triển lãm hybrid sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho doanh nghiệp Việt Nam trong tiếp cận khách hàng Australia một cách hiệu quả trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày 25 tháng 10, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Pat Ryder, cho biết Mỹ đã nhận được thông báo về cuộc tập trận hạt nhân thường niên Grom sấm sét của Nga, theo đúng các cam kết minh bạch hiện có giữa hai nước. Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận Grom, gồm kiểm tra các hệ thống có khả năng hạt nhân của mình. Hiện chưa rõ địa điểm diễn ra cuộc tập trận này. Trong khi đó, giới chức Mỹ cho biết NATO cũng sẽ tiến hành cuộc tập trận tương tự mang tên Steadfast Null tại vị trí cách Nga khoảng 600 km. Phía Mỹ cho rằng lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga có thể sẽ phóng thử tên lửa trong cuộc tập trận Grom. Theo điều khoản đã nêu trong Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START, hiệp ước duy nhất còn lại về kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ, Moscow có nghĩa vụ thông báo trước về các vụ phóng tên lửa. Hội nghị cấp bộ trưởng của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA về năng lượng hạt nhân trong thế kỷ 21 vừa khai mạc tại thủ đô Washington của Mỹ. Theo IAEA, hội nghị này là diễn đàn cho các bộ trưởng, các nhà hoạch định chính sách, giới chức cấp cao và các chuyên gia tham gia đối thoại cấp cao về vai trò của năng lượng hạt nhân trong quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và đóng góp của quá trình này cho sự phát triển bền vững và giảm thiểu hậu quả của biến đổi khí hậu. Tại hội nghị kéo dài đến hết ngày 28 tháng 10 này, các đại biểu sẽ thảo luận về những vấn đề chính liên quan đến phát triển và triển khai năng lượng hạt nhân, bao gồm độ tin cậy và tính linh hoạt của ngành công nghiệp hạt nhân trong giai đoạn dịch Covid-19, cũng như những đóng góp của ngành công nghiệp này vào quá trình phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra trên toàn cầu. Hôm nay, cơ quan thống kê Hàn công bố số liệu cho thấy số trẻ sơ sinh chào đời tại nước này trong tháng 8 vừa qua ở mức thấp kỷ lục, trái ngược với số ca tử vong ở mức cao chưa từng thấy trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số nhanh và đại dịch Covid-19. Theo cơ quan thống kê, có tổng cộng 21.758 trẻ chào đời ở Hàn Quốc trong tháng 8 năm nay, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức thấp nhất ghi nhận trong mọi tháng 8 kể từ khi cơ quan này bắt đầu thu thập dữ liệu liên quan vào năm 1981. Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc giảm trong thời gian dài do nhiều người trẻ tuổi trì hoãn hoặc không kết hôn và sinh con trong bối cảnh kinh tế suy giảm, giá nhà ở tăng cao cùng với sự thay đổi của các chuẩn mực xã hội về hôn nhân. Năm ngoái, Hàn Quốc đã phá kỷ lục của chính nước này về tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Hàn Quốc ghi nhận mức giảm dân số tự nhiên lần đầu tiên vào năm 2020 và xu hướng này vẫn đang tiếp diễn. Tỷ phú Elon Musk đã thông báo với các đối tác cùng đầu tư rằng sẽ hoàn tất vụ mua lại công ty truyền thông xã hội Twitter trị giá 44 tỷ đô la Mỹ vào ngày 28 tháng 10. Theo đó, nhiều nhà đầu tư cổ phiếu đã nhận được giấy tờ cần thiết theo thủ tục về cam kết đóng góp tài chính từ các luật sư của ông Musk. Điều này cho thấy có vẻ ông Musk vẫn tuân thủ phán quyết của thẩm phán tòa án bang Delaware về thời hạn hoàn thành giao dịch muộn nhất là ngày 28 tháng 10. Theo Bloomberg News, các ngân hàng cam kết tài trợ cho thỏa thuận mua lại Twitter của ông Musk đã hoàn thành hợp đồng cho vay cuối cùng và đang trong quá trình ký các tài liệu cần thiết. Twitter từ chối bình luận, song cổ phiếu công ty truyền thông này đã tăng vọt sau tin tức trên và đang giao dịch ở mức 52,95 đô la Mỹ trong ngày 25 tháng 10, gần với giá đề nghị của Musk là 54,20 đô la Mỹ.